Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 18 tháng 10, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát tổ chức phiên họp Ban đại diện Hội đồng Quản trị nhằm đánh giá kết quả hoạt động quý 3 và triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị dự và chủ trì phiên họp. Trong 9 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành, nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Ban đại diện Hội đồng Quản trị cấp trên, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần tích cực vào việc thực hiện chương trình mục tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Tính đến thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 286.301 triệu đồng, tăng 27.726 triệu đồng, tăng 10,7% so với năm 2022. Trong đó, nguồn vốn trung ương chuyển đạt 191.999 triệu đồng, chiếm 67,1%. Nguồn vốn từ ngân sách cấp tỉnh đạt 8.732 triệu đồng, chiếm 3%. Nguồn vốn từ ngân sách cấp huyện đạt 2.089 triệu đồng, chiếm 0,8%. Và nguồn vốn huy động từ tiết kiệm dân cư được ngân sách trung ương cấp bù lãi suất đạt 83.481 triệu đồng, chiếm 29,2%. Doanh số cho vay tháng 9 đạt 12.495 triệu đồng với 1.491 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ tháng 9 đạt 5.593 triệu đồng. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng dư nợ đạt 285.753 triệu đồng với 5.175 khách hàng còn dư nợ, tăng 27.726 triệu đồng so với đầu năm, tăng trưởng 10,7% so với năm 2022. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào 5 chương trình tín dụng là cho vay hộ nghèo, cho vay hộ cận nghèo, cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, cho vay tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm và cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Trong 9 tháng đầu năm, vốn tín dụng chính sách đã góp phần đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó có 20 lao động đi xuất khẩu ở nước ngoài, xây dựng được 144 công trình nước sạch, vệ sinh môi trường tại nông thôn và giải quyết cho 69 lao động được vay vốn từ Quỹ Quốc gia Giải quyết Việc làm. Bước vào thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mường Lát chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội và các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị tiếp tục tham mưu, triển khai có hiệu quả kết luận số 06 KLTVK của Ban Bí thư khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40 CTTVK của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội và quyết định số 1630 QĐTTG ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, có giải pháp phù hợp nhằm giữ vững ổn định và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, tạo tiền đề cho việc triển khai các nguồn vốn tín dụng trong thời gian tới được thuận lợi và không bị gián đoạn. Cũng trong quý 4, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đề ra các mục tiêu hoạt động cụ thể như tập trung đôn đốc thu nợ đến hạn, giải ngân 100% chỉ tiêu được thông báo năm 2023, phấn đấu tăng trưởng dư nợ năm 2023 đạt trên 11% so với năm 2022, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng,